Ngày 12 tháng 12, Công an huyện Thường Tín, Công an thành phố Hà Nội thông tin về chuyên án triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ pháo xuyên quốc gia với trọng lượng lên đến gần 7 tấn. Theo đó, Công an huyện Thường Tín nắm được thông tin tại dãy phòng trọ gần khu vực kho K-74 thuộc địa phận thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú, huyện Thường Tín, có đối tượng nghi vấn cất giấu tàng trữ hàng cấm là pháo nổ. Cơ quan công an tiến hành xác minh xác định khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1987, trú tại huyện Thanh Trì, có dấu hiệu khả nghi. Từ tài liệu thu thập được, ngày 14 tháng 10, công an khám xét khẩn cấp nhà trọ trên, phát hiện có 406 thùng cạc tông. Mỗi thùng chứa 12 hộp, bên trong mỗi hộp chứa 36 ống hình trụ là pháo nổ, tổng trọng lượng số pháo hơn 6.800 kg. Ngày 15 tháng 10, Công an huyện Thường Tín khởi tố vụ án hình sự về hành vi tàng trữ hàng cấm. Sau đó, vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng và xác định được đối tượng trong vụ án là Nguyễn Mạnh Phái, sinh năm 1998, trú tại huyện Thường Tín. Vận chuyển từ biên giới phía Bắc về địa bàn cất giữ tại địa bàn huyện Thường Tín trong thời gian tháng 9. Để theo như đối tượng khai nhận sẽ có đối tượng mà thuê kho và chuyển vào phía Nam để bán lại vào dịp cuối năm. Tình hình thị trường mà pháo hàng cấm mà giữa năm thì khoảng 350.000 một cân. Các đối tượng này sẽ bán với mục tiêu bán cuối năm là sẽ bán 1 triệu một hộp pháo. Một hộp pháo này có trọng lượng là khoảng 1,4 kg. Thì cái lợi nhuận thu được nếu mà các đối tượng chót lọt thì sẽ với lượng pháo này sẽ gần 5 tỷ đồng. Qua mạng xã hội, Phái quen một người ở khu vực biên giới phía Bắc và thường xuyên trò chuyện qua lại. Từ đó, đối tượng nhờ Phái chuẩn bị kho để chứa một lượng lớn pháo nổ do Trung Quốc sản xuất để cuối năm vận chuyển vào Nam tiêu thụ. Phái đồng ý và thuê lại phòng trọ của Nguyễn Văn Trường, sinh năm 2002, trú tại huyện Thường Tín để chứa pháo. Căn phòng này nằm trong dãy nhà trọ của bà Mai. Ngày 14 tháng 10, khi biết Công an huyện Thường Tín phát hiện thu giữ số pháo trong phòng trọ, Phái lo sợ nên đã bỏ trốn. Đến ngày 9 tháng 12, cơ quan công an đã bắt được Nguyễn Mạnh Phái. Qua điều tra, Phái khai được một đối tượng thuê cất giấu số pháo trên với tiền công 10 triệu đồng một tháng. Để vận chuyển số lượng hàng cấm lớn như vậy, pháo được ngụy trang trong các thùng giấy in nhãn hoa quả nhập khẩu, sử dụng hai ô tô tải đưa từ Lạng Sơn về phòng trọ vào buổi đêm.